Trước mình quay video nhưng mà lá nó nhiều quá, nó nhìn không có rõ. Này quay lại cho mọi người xem. Làm cái con sùng quái, quái vật. Đây là hai cái râu. Râu của nó. Cái đầu hai có hai hốc mắt. Đấy, không có mắt đâu. Chưa biết làm cái miệng như nào, cắt cái miệng cho nó đẹp. Cái thân của nó, mấy cái chân đấy, cái chân, còn cái đuôi nữa. Có người hỏi mua nhưng mà không bán, thấy nó hay quá nên để lại. Này mới rõ, thấy nó hay quá mới để lại chơi. Đây là cái mầm bẻ tinh hin ở đây. Cho nó lên cao khoảng 4-5 phân này. Dán được mà ở xin chào mọi người.